Bây giờ chúng ta sẽ nắp vào xem thử chạy thử được không nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ nắp vào xem chạy thử được không. Ôi xe. Nghe phức tạp nhỉ. Thầy cũng có FM nhỉ. Ai đi làm thế này nhỉ. Dép đầu, tao xin lên nào. Xin chào mọi người nha, cô Bonito và cô Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Cô Bonito và cô Châu Phi hôm nay đi xuống dưới này để khảo sát tình hình các bạn đang làm cái gì. Đi dép vào. Cái gì đây, cà chua à? Xuống dưới này thấy lại đang tiếp tục lên luống này ạ. Aquí está bom. Gracias, señor Tor. De nuevo, mete aquí, señora. No, señora, no. Vai cu cải. Cu cải à? Sí. Tức là các bạn ấy đang lên luống đây, nhưng mà nhiều cu cải quá, Maria ơi. Nhiều cu cải có nhiều bán hết không? Còn tùy anh ạ. Maria ơi! Tudo aquí entra cu cải? Sí, entra quanto cu cải? Vai para esta aquí. Sim, três canteiros só, já? Đấy, phải tính như vậy chứ. Bây giờ mà tính nhiều quá thì tính trồng hết vào nhiều củ cải quá này, phát đi cầm đi. Bây giờ là dưới nhà Antonio Maria là các bạn ấy đang tập trung cày cuốc đất hết ở đây này, mọi người này. Thế nhưng mà để đây nhá. Tí nữa, tôi đi đợi, tôi đi phong xuống. Rồi để cho mọi người xem một bí mật luôn. Thế xong là chúng ta sẽ cho các bạn đi thử luôn. Bây giờ đi lên trên kia để đưa thuốc các bạn cùng ra phủ với lại là xem Antonio với các bạn ấy trên đấy làm gì nhá. Đây, tất cả khu vực này đang lên muốn này. Sanita này. Đây, tất cả rau dưới quốc hết này. Cái gì? Madera Bringali hả? La Bringali là quay mốt ra hả? Nó phát tì lên xem. Thân bảo là bác sĩ ơi, tôi có cái chỗ xếp gỗ chơi nữa xem nào. Đâu? Em tao đây, casa do fatti đâu? Onde casa do fatti? Onde cama mostra cama? Onde cama? Fatti, cama đâu? Essa do que cama do quem? Essa cama do Antonio Maria? Cama do fatti đâu? Cama de fatti, fatti com marido de fatti. Fatti aqui com marido fatti. Casa de banho đâu? Casa de vão da fatia aqui embaixo. Embaixo, hã? Fati dormir com galinha, hã? Tony dormir onde? Tony dormir naquela casa. Na casa verdadeira. Com galinha. Tony dormir com galinha. A fati vai dormir com o papo. Đấy, mấy đứa trẻ con này có mấy cái gỗ mà mình trước mình chở mòn cưa xuống này, có gỗ để chơi này. Cái gì? Fati dormir com o papo. Vâng, được rồi. Mọi người để ý quan sát đi. Về đây ở các bạn ở sân sướng là cũng quét cũng có vẻ là sạch sẽ gọn gàng đấy nhá. Mặc dù là chúng ta chưa khán giả có bình luận là làm cho các bạn cái sân giếng thì cái khu vực chỗ này là sân giếng này, thế nhưng mà xi măng thì chúng ta các bạn làm hết nhiều quá, chúng ta chưa kịp mua mọi người. Thì cái chỗ này các bạn sẽ làm sân giếng để rửa bát, để rửa con nồi. Chỗ này thì chắc phải đào thấp xuống. Cái ống nước thì chúng ta sẽ mắc cái dây cho nước chảy xuống kia và nước chảy về cái nhà vệ sinh mọi người nhé. Chỗ này Antonio có vẻ là hơi cao nhỉ. Chỗ này chúng ta sẽ làm cái hệ thống lọc nước cho mọi người nhé, làm hệ thống lọc nước suối cho các bạn. Bởi vì là nước chảy xuống dưới kia chảy trực tiếp vào trong bể này, thì thỉnh thoảng có những cái con sâu bọ hay là nước bẩn nó chảy vào. Chúng ta sẽ làm bể lọc nước, làm từng ngăn cho nó lọc, nó chảy vào trong bể như thế này nhé. Nhìn nó hoành tráng này thôi, nhìn to này thôi, thế nhưng mà đến lúc xây lên thì nó chỉ rất đơn giản. Mình sẽ cho từng ngăn lọc thôi, làm sao cho cái ống kia nó chảy vào đây và làm từng ngăn lọc và chảy thẳng vào bể, chứ nó không có gì phức tạp cả. Đây phải mua thuốc cho Fundafu Mostra Ferida Inda. Bạn này bạn bị viêm xương mọi người, bạn bị viêm xương, viêm hai bên cái tay ngày xưa bạn bị gãy xương,
mổ rồi, thế nhưng mà ở bên này điều kiện vệ sinh nó không được tốt, cho nên là bạn ấy bị viêm xương tủy xương rất là lâu rồi. Hôm vừa rồi cho nhập viện ấy, thế nhưng mà trong cái thời gian hai vợ chồng mình đi du lịch thì mình không biết được tình hình ở trong viện bạn ấy như thế nào rồi. Ta continue say push. Ta say send. Cái này thì hôm vừa rồi thì có nhờ bác sĩ Cuba đấy mọi người, bác sĩ về gọi là chấn thương ấy, thì ông cũng có điều trị rồi, thế nhưng mà cái này thì theo mình là vẫn phải mổ để lạo sạch những cái phần xương viêm các thứ thì điều trị nó mới đạt kết quả. Thì cũng theo cái tư vấn của đồng nghiệp thì vẫn phải dùng kháng sinh một thời gian rất là dài. Bây giờ mình mua kháng sinh cho bạn ấy sử dụng, sau đấy một thời gian sau xem nó tiến triển như thế nào chúng ta sẽ quyết định tiếp nha mọi người nhé. Bạn này chắc phải uống thuốc rất là lâu đấy, có thể là uống tới tận 6 tháng liền chứ không phải đâu. Essa, doi comprimido por dia, yeah. De manhã, à noite. Sim, sim. Com essa tipo, yeah. Sim, sim. Bạn này phải dùng kháng sinh nặng đấy nhé mọi người. Essa também. Da quanto? À noite. Sim, sim. Yeah. Bạn này bị bao nhiêu lâu? Da quanto tempo? Da fratura da quanto tempo? Mấy năm rồi. Ta muito tempo, 10 anos. 10 anos. Sim, sim. Essa. Toma comprimido por dia só, yeah. Essa quando acaba, antes de acabar, me aviso para comprar novo, entendeu? Sim, sim. Já lembra, fala aí para ver. Sim, sim. Fala, toma como? Ah, essa aqui, por dia. Já, ok. Agora, essa aqui, 2 por dia. Aqui, de manhã e de tarde. Ok, já. Sim, sim. Aqui ainda tem, já? Yeah? Sim, sim, ainda tem. Antes de acabar, avisa. Yeah? Tá bem, doutor. Porque você tem que tomar muito, muito. Pode ser 6 meses, tá bem, entendeu, né? Sim, sim. Ông này ông cũng bằng tuổi mình đấy. Thế nhưng mà trông ông già hơn mình. Làm ở đây cho nhà Antonio Maria thì có vẻ rất là ngoan và hiền lành ấy. Không biết là anh em họ hàng gì với nhà Antonio. Thì đầu tiên các bạn vào làm thì mình không chú ý. Nhưng mà đến lúc mà Antonio Maria bảo là bạn này có tay có vấn đề, thế cho là kiểm tra cho đi, cho khám, cho đi làm viện như thế. Thì bây giờ chúng ta theo dõi để điều trị cho bạn ấy thôi. Mát sạc. Thở cả như thật đến gọi hồ vậy si. Bon dia, bon dia. Em mát sạc đến tên ạ. Ta gọi ra mẹ là cảm ơn đuôi hình đã. À, ok, ta bộ si. Nó là bức kê nó? Nó, chá, mẹ đi ở bánh nhé. Ở bức kê nó? Ở bánh nhé đấy. Banheira, chegou aqui. Tem que... Pode ser que às vezes a banheira é grande. Quando já fazer, então que sair mais um pouco, mais boa. Tá bom, quando já fazer assim, pode ficar. Bạn ấy đang làm thêm một cái bệ để khi mà nước nôi các bạn ấy bê chậu vào xong các bạn đặt chậu trên để tắm mọi người. Ở kia thì bạn cũng đã đào sấp xuống để cho cái này nó xuống rồi này. Để đây cái chỗ đứng này. Antes de meter essa, também meter cimento lá embaixo. Para essa terra, quando umido, ele não entra mais. Certo? Cái này hơi đẹp. Rồi, thế được. Đúng, thế thì để cho tiếp tục làm thế này thôi. Vì cũng không yêu cầu các bạn. Vì là có yêu cầu là anh cũng không được mà mọi người. Asanita, ta nos pediu joia. Joia para quê? Para usar assim, 4 metros por quê? Ela... Quando nós chumbamos assim, a água depois vai começar a entrar também embaixo do chão. Pode vir. Entra como? Entra como? Antes de meter aquele sanita, meter aquele cimento, já? Entendeu? Entendeu. Para a água ainda também não subir, entendeu? Mas a água também não conseguir subir porque é que ele já abaixo, vai sair lá. Ah, não, até não é água dali, água que estamos despejando. Despejar como? Quando estamos utilizando, depois meter água na pia. Sim, então meter o quê? O cimento mais alto aqui, ele já entrou. Não é? Já entendeu? Já. Isso é no mar para quê? Não, já não. Mỗi một thứ là phải bảo cặn kẽ, phải bề chỉ bảo tận tình cho các bạn ấy. Chứ không thì các bạn ấy là cứ phải nối thêm cái nọ, làm cái nọ yêu cầu, có cái nọ, có cái kia. Bệ vệ sinh thì cái việc sẵn rồi, chỉ việc đặt xuống. Bây giờ ông lại còn muốn cái gì? Đây, cái chữ U này nữa. Ông lại còn muốn cái chữ U này để đặt vào trong cái đáy với vệ sinh nữa thì không biết để làm gì. Cái này chắc là sang bên Tony Phong xin này, mình xuôi sang bên Tony Phong xin để nắp vào hệ thống nước.
ok nha, còn phần Antonio làm ở trên này thì để cho bạn làm đi. Bây giờ mình sẽ sang bên Tony Phong để xử lý một tí công chuyện cái máy móc để cho mọi người xem. Đi, đi nào. Đi. Esa canh xem về. Maria. Maria, yeah. Nước sôi để nguội nha mọi người, nước sôi để nguội để uống trong ngày đấy. Bây giờ là hàng ngày xuống là tỉnh thoảng phải kiểm tra bất chợt xem các bạn ấy còn nấu nước uống không. Từ cái hôm mà chúng ta dọn dẫn cách đây cả tháng rồi bây giờ vẫn còn nấu nước thế là ok đấy. Khả năng là đang đi vào quy củ đấy. Ngày xưa này như là có ông nào bảo trên kênh là nếu như mà ông Quyết mà thay đổi được cái việc các bạn ấy nấu nước uống thì gì nhỉ, mình không nhớ. Ông nào bình luận thì ông ấy tự xem nhé. Bếp thì vẫn dùng ok nhé mọi người nhé, nóng này. Thôi phần thôi đi ca su rồi nhá. Tony Maxi Colema Kunde đi Quỳnh Colema Kunde nhá. À Colema Kunde đi ra ngoài này mọi người xem. À, đậu xanh nha mọi người nha, đậu xanh này. Ôi hạt to á. Hạt to nhỉ, đậu xanh trồng kiểu mùa khô mà khó khăn về nước nôi với lại thời tiết thế này như thế là cũng tạm nên nếu mà để mà trong cái tình trạng mà gọi là thu hoạch đậu giống thôi, ngay đậu giống thôi thì trồng như này cũng được đấy mọi người. Đây này quả này mọi người xem này, cây nó bé nó chỉ được thế này thôi. Thì sau khi mà phát hiện cây nó bé không phát triển tốt ok thì mình bảo Maria có trồng rau cải vào đây nhé mọi người nhé, tất cả rau cải vào đây. Quỳnh ơi, sao mà Tony Phong này, Tony Phong ơi, đi Phong ơi, Tony Phong đi đi. Quỳnh cho mà Tony Phong này. Đây Tony Phong đến rồi nhé mọi người, chúng ta đi sang bên kia bắt đầu lấy máy móc ra. Trang trại nhiều của cải thế nhỉ? À, đi ra xem nào. Nhiều của cải ngô rồi thùng tưới các kiểu ở trong này. Mọi người xem nữa nhé. Đây. Đấy, mọi người nhìn này là mọi người biết cái gì rồi. Thế nhưng mà hai anh em chưa lắp được cái này, rồi nhá, yeah, vai là đi thẳng luôn ra ngoài kia đi không ơi. Vai kia. Vega mà xin. Đây chơi sang này cho bừa luôn nhà Maria một tí kìa. Ừ. Nhà Maria đang chờ. Vai nào Maria nhá. Thế thì đi đường này gần hơn đấy. Đi này không đi này. Đi này chứ. Mua cái này ở Việt Nam tầm 8 đến 10 triệu thôi. Nhưng mà mình mua ở bên này là rơi vào khoảng 900.000 quan giá thôi. Cái nào mau đào cua luôn. Quan giá tôm mình tôm. Có phải mua được. Máy nhỏ nhỏ xinh xinh á, không biết là có làm được việc không ấy. Maria ơi. Paga di nero trabagliando le. Tamo che bomba na mamoi. Tamo bomba aqui. Anda pa guda toi. Diga. Sing mai esa ta pidi che fai che mai le. O ande no ta ka ba. Ande no ta ka ba. O ande. Ali. Cái này đáng nhẽ là phải thay cái kia trước nhỉ, nhưng mà hai anh em là chưa thay được cái bộ phận cuốc mọi người. Đã hôm qua là hai anh em bỏ ra rồi nhưng mà không tháo được cái trục này ra các bạn. Trục đường bi này mình sẽ thiết kế cái trục để không, để hỏi xem có cái phần đấy không. Và cái trục này đáng nhẽ là tháo được nhưng mà tại sao nó lại không ra. Anh Phong chạy thử xem để cho mọi người xem thế xong bắt đầu là giao cho mỗi ông chạy cho một tí xem là có biết chạy không nhỉ. Đây sang nhỉ. Rồi, Tony Phong sẽ cho nó hoạt động để cho các bạn ở đây các bạn xem. Thế xong rồi là sau ví dụ là chính tay mình không hoạt động hay là tay Phong không làm ấy thì các bạn sẽ biết các bạn làm mình sẽ hướng dẫn. Với lại có cái bây giờ đây gọi là cái máy đầu tiên của trang trại ấy nhỉ. Đánh cỏ trước đi.
Maria bảo là cắt cắt với cái gỗ đấy. Trước tiên là cái này là kiểu là dọn cỏ trước. Nhưng mà chạy có mệt không anh Phong ơi? Nhẹ à, nay chạy nhẹ à? Thế này phải cho mấy cây vào trước đúng không? À đâu làm cỏ chứ? Anh Phong đi không khéo. Bây giờ chưa có ai có kinh nghiệm. Đi từ từ thôi, đúng rồi, như vậy. Từ từ đã, xem đã anh Phong. Sâu này nhỉ? Cái cuốc đất vào mình cảm thấy nó cái này nó chưa đúng cái công năng của nó trong cái việc cuốc đất mình ạ. Đợi hai anh em sẽ thay được cái cuốc đất kia vào. Được lắm rồi. Làm cỏ nó chín nha mọi người ạ. Ba te kỳ là nó sao bông rồi. Chưa được hữu ích lắm.
quá à. Phải có mấy cái anh ạ, cái này là chứ đi như thế này nó phải bừa cho nó phẳng lên chứ, đúng không? Để cắt cỏ. Xem là ai có năng khiếu điều khiển máy. Hôm sau các bạn ấy làm. Đây bạn ấy đi. Aperta mesmo de uma vez. Quando vê já tá quase, só se calarga. Aperta mesmo. Ai, được rồi, đi đi thẳng luôn. Có vẻ như là cái này là phải đất bằng phẳng một tí. Sao mà thay được cái lưỡi cày kia vào cái lưỡi cuốc kia kìa. Đây là ở cái kia mà khi mà tháo ra ấy, nó bị dính ở đây, cho nên là Quyết với anh Phong không thể tháo ra được, bởi vì nếu cái này chỉ đút vào thì nó nằm nó ôm trọn như này, nhưng bây giờ nó dính chặt vào rồi, đập gõ đủ các trò mà nó không ra, chỉ đắp được một cái đầu này vào thôi, còn cái đầu này thì không thể tháo ra được để thay vào. Bây giờ là phải chờ ta chưa mới đang công dụng cắt cỏ. Ê cá lôi đâu. Lêu á. Ê chạy trên tất cả các mặt trận. Trông có vẻ là sử dụng cái này còn mệt hơn các bạn đi cuốc đất đi mọi người. Chỗ này nó kính luống trước lên rồi bây giờ nó không còn bằng phẳng đấy. Nhưng mà cái này coi như nó sạch cỏ luôn đấy nhỉ. Cái này mà có cái cày á anh Quyết là nhanh lắm đấy. Đúng là rồi. Các bạn coi như là một... Lắp được cái cày đất kia này lên nhanh. Nhanh lắm. Ê, bây giờ phải thay được nhỉ. Thay được luôn. Thôi sạch khó. Thay nổi. Thay nổi. Chứ bây giờ cày vẫn là xong. Đúng đang ngày mùa đang cần phải cày nhiều á. Cố gắng ấy.
anh cứ tránh đường. Anh cứ tránh đường để bạn đấy. Không. Canh và ai canh nha. Nào. Anh đã nói sao đi. Chưa điều khiển được, mọi người đa phần là chưa điều khiển được. Vậy với lại là bây giờ là đây chúng ta là trên, ok, ông Nam Sơn ở chỗ này là đa phần là trên chỗ này là chúng ta là cái chỗ luống nó hơi dốc đấy mọi người. Chỗ này là phù hợp với cái việc mà sử dụng cái lưỡi cày cái luôn kìa, còn cái lưỡi này là cái lưỡi cắt cho nên là chưa ấy, chưa ăn thua lắm. Bạn sao bạn chặt cái ốc đấy anh Phong ạ? Bạn chặt cái ốc đấy này là được. Đấy phải vặn chặn cái ốc đấy với đấy. Nào cái cú sai gì à? Liga mắc la rồi, Liga mắc na. Maria để Maria kéo đi. Forza. Đang Liga, hay cháy máy rồi. Đang làm mùa hè rồi. Tức là Leo Sơn. Chết rồi Leo Sơn ơi. Vẫn cây. Đấy, Tony Phong chạy nghe biển luật hơn rất là nhiều ấy. Thế là đánh bay hết cỏ này. Này. Nhưng mà phải đánh lại lần nữa. Đánh sâu xuống tí nữa. Nếu mà không ăn thua, một người phải nắp được cái lưới cày cái vào đã. Maria máu ấy. Maria máu ấy. Sạch phết. Ô. Ai, giỏi phết à. Sạch đi nhá.
nó tên mê đồ giá. Đấy đâu, cứ để bạn các bạn làm. Anh cứ để cho các bạn ấy làm được thôi mà. Cái máy cày cái dạng cuốc đất ấy, cày đất lên ấy thì nhàn đi các bạn, nhàn đi nhiều á, máy khỏe á. Đâu Đánh xuôi lên đà, lên đà, lên đà. Thế này em thấy cứ vẫn tiêu thiếu, phải cho cái máy cày vào cày mới được, anh quyết định nó mới đã. Vậy ở sông bờ đâu mình làm một xe hả? Vai lá, 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 vai
tay về. Dạ tao mổ. Tay lên đi ra phơi tay. Ủa sao lại không muốn ta tele vào? Nãy gặp mình nào? Không có lâu chứ. Nên là có. No stress. Agora su problema que cuando que troca nos trocamos esa el trabajo más fácil, más rápido. Ya más no está conseguir troca. Então vamos usar assim ainda. Aqui também entra a chave. Đúng rồi, làm luôn cả một cái đấy. Nhưng quan trọng nhất ở đây là bây giờ cái sắt dày như này ở đây không có. Trong là kim nó chỉ sắt sắt ba ly thôi. Ok. Sắt dày như này thì hiếm. Mình làm cái như vậy. Em mới mở kia, por isso ele já tá assim. Aquelas estofadas, aquelas bem grandes. Grossas, sim. Người ta để lâu quá nó bị han xong nó dính vào nhau rồi mình không tháo được. Hôm nay xuống thế này vừa gọi Tony Phong mà không thấy Tony Phong đâu, không biết Tony Phong ở đâu mọi người ạ. Ê, mình vừa gọi vợ chồng Antonio xuống thế này. Chắc mình đưa cái này ra ông Antonio, ông chắc là ông sẽ trầm trồ nó ra xem. Chưa. Hai vợ chồng đang làm gì trên kia biết, nhà mới hình như đang ôm nhau ngủ sao à. Tao phải ra kể. Tao phải ra kể. Maria tao phải ra trabalho de casa. Ok, xin chào anh Goya. Xin chào tất cả các bạn, tôi làm tôi đẹp trai. Nào em vô xe ta đùm mì. Nào là tôi đẹp trai. Tiếp ra essa. Dạ, con cuida đù, dạ. Essa máquina. Essa máquina da mão. Sabe essa máquina? É máquina da mão, é hoje. Não, espera. Não é morar hoje. Ainda não fala, vou falar, vou ver. Primeiro eu deixo ainda ver bem. Você é um cai. Espera, vou vender primeiro. Cuidado. Espera. Vai rascar essa. Cuidado. Não deixa rascar. Gira dali para levantar. Não, espera. Mở đằng sau ra anh quyết ạ, mở cả cốp nữa. Espera, không em cầm. Você fica lá fora. Para levantar, para não puxar. Não, você fica lá fora. Aqui, Antonio. Você fica fora e levanta. Vou levantar aqui. Levanta um bocadinho. Sai um bocadinho, Levanta. Espera. Xuống lúc cho vào nó cũng hơi khó rồi. Maria, pega essa. Thế này mà có xe bán tải thì nhẹ nhàng. Gira ainda, Antonio, gira. Susa ơi, venha rapida. Rồi, không được, không cần nào được ạ. Ok, ra rồi. Ok. Ra, pode deixar. Ôi giời ơi à. Rồi ơi à. Ôi giời ơi. Sa đi, essa. Đây, tanh mai essa. Tem mais essa. Ah, é máquina de lavar terra. Yeah. Tem mais essa. Ok. Máquina de lavar terra. Ok nhé mọi người, hôm vừa rồi thì mình đi với anh Toản đi chơi đấy. Thì tranh thủ mua được cái máy này mọi người ạ. Tranh thủ mua được cái máy này. Thế bây giờ là chúng ta sẽ lắp vào. Mình mua cái máy này về để sử dụng cho trang trại nhé mọi người nhá. Thế nhưng mà chưa biết là sử dụng thế nào, bây giờ chúng ta sẽ lắp thử xem thế nào đã. Là Spera Susa. Cái máy này mua bên này là tính ra là đến gần 900.000 quan đấy mọi người ạ. 900.000 quan giá thì tính vào là vào khoảng tầm gần 900 đô nhỉ. Ở Việt Nam thì chắc là rẻ hơn, Việt Nam chắc là chỉ có mười mấy triệu thôi hoặc là tầm chục triệu thôi, nhưng mà ở bên này mua thì nó đắt thế này nữa mọi người ạ. Você tá vendo o doutor? Não. Esse é uma mesa de obra. Não, espera. Xe ông nào đây? Unitel à? Iné. Esse não. Espera. Não, vai entrar aqui. Aqui. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Espera. Como estão? Tira aqui sim aí, né? Tira assim. Ok. Bom dia. Esse é F grande. Abriga. Bây giờ chúng ta sẽ nắp vào xem thử chạy thử được không nhé mọi người nhá. Chúng ta sẽ nắp vào xem chạy thử được không. Ôi xe.
mình cũng không biết cái hãng máy này là hãng máy nào mọi người, cho nên là bây giờ là phải nắp xong bắt đầu là mới đổ thử dầu thứ vào. Tira panel, tira. Tira panel in. Aperta aquí, in. Phải nắp mấy cái bộ phận này đã. Cái này để cắt đi đã. Agora trabalha com gasolina ou água? Água. Água aqui, água, mas motor desse é água. Não, tem motor que trabalha com água. Não. Água é só para levar o coisa. Motor é com água sempre, ele matar. Até hoje, aquela coisa foi da onde? Essa trabalha com água. Não, você não kiểm tra dầu nhớt nhớ nhỉ? Xem nào. Nhớt đều đổ đâu nhỉ? Nhớt. Ok nha, cho nhớt vào, nhớt xe ô tô luôn. Abri. Temos que meter con finil, doctor. Mostra. Meter con qué? Finil. Oh, vamos inclinar sim. Pega, Susa, pega bem, Susa, pega bem, já. Pega, Antônio. Ah, mano, pode deixar trabalhar. Pega bem, já, pega bem. Limpa para proteger também o meio que está aí dentro. Doutora, bom dia. Bom dia, sim. Bom dia, doutora. Ele leva gasóleo. Oh, esse leva gasóleo. Sim. Esse é legal. Não é que leva gasóleo. Esse é gasolina. Gasóleo é barato e popa, o motor é popa. É. Não, tem de depósito. Tem de reserva. Que tem que entrar para usar. E esse tanque que tiram para gasóleo vem de moto. Vai que chai. Então, o que não é nada de amanhã? Também esses carros é novo. Esse anda na mala há muito tempo. Anda armazenado. Só que não é que nem novo. Estão a trocar, estão a vender. Tiram os novos, metem os antigos. E vendem os novos. Você não sabe Angola como é que são. Quando curar, eles sempre têm. Essa é a carro do qual é a empresa? Senso piloto. Estão a resistir o povo de Angola, tudo que estão na mata. Para saber o número de pessoas em Angola. Eles estão com greve ainda. Quem? Não, esses estão bomba. Esses estão bomba mesmo. Então, esse é o grupo da POCA. A POCA também está no esquema. Esse é o combo desses aqui, que foi bem-vindo. Aqui. Dessa vez o combo é bem-vindo. Todo mundo se matou lá. Alguns foram. Não está arrependido. Alguns foram no senso. Olha dessa. Mas a POCA também foi da POCA muito bonita. Também estava lá. Então, está bem. Não tem nenhum combo. Até o combo da alimentação não está nem lá. Esse não é gasolina, é petróleo. Para alimentação. Ainda marcaram greve. Abre mais. E clean mais. Não é greve, tudo de senso. Cái này như có phải là đổ nước không nhỉ? Cái này như phải đổ nước không? Em không biết được. Cái đấy nó là cái lọc như cái lọc gió thôi. Cái lọc petrol.
de petróleo? Ese petróleo. Y el petróleo tiene un cuadro de mil pesos con gasolina. Ese petróleo. Gasolina. Yo todavía está en quentura. La gasolina. Esa gasolina está bien limpa. Lo sangro, ¿no? Esto es una mota toda. Lo dan era ngoài rồi. Sao lấy cái phễu quá. Sao bố lên cho cái em mà xuống cú liệt. Cái cốc. Cái này chắc được 3 lít. 5 lít rồi. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Đang có phải tên mình đang phải. Nó có bút vít. Cái này được 3 lít đấy. Se para você trabalhar com o terreno, tá bomba, o bidão tá ali, a moto é para você voar até não sei aonde. Esse depois também é meio que ele colocou, ele tá para terreno. Daí, velho. Na largura. Agora aqui, a capa terreno ela esconde. Porque ela veio assim embaixo. Balit. Deu de balit. Tem na lençona aqui. Tem uma aqui lá em cima, para limpar. Vai ver uma coisa. Không biết nó có nổ không mọi người ạ. Bây giờ là máy mới này mà mình còn không có người hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ là cứ nắp vào và thử nổ xem nó có nổ không, xem nó có chạy không. Nào, essa nào. Essa. ¿Cuál es doente? Mas ele está doente, começa a andar lá da cidade até aqui. Rồi, bây giờ thử xem nào. Thử xem nó có nổ không nào. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Sao chứ? Đi đi có cái chỗ đất nào đã chứ nhỉ? Thank you. Thank you. Ok. À, cái đất. Yeah, that's right. Nào, spare tiền đây. Ligado mesmo assim, como tá? Fala na história pra me virar mesmo. Será que nem me liga? Tira, Susa, tira, Susa, tira. Sí, lo estoy lindo, solta que se. Tira, tira, tira. Más puede que se desligado. ¿Cómo que coche? Tengo la palabra. Tengo. Entonces, esperen, de eso no hay que. Es de eso. ¿Me llevo? Sí. Esa que en liga gasolina. Méteme a mí. Ese no me. Así, este me también a mí. No, espera, espera. Abre, espera. Para mí, cojo como está fuera. Có nhỉ? Tira, Susa, tira. Abaixo, esse trabalho no meio. Esse afinador é do acelerador. Tira, tira, tira pé, suja, tira pé.
Vamos para ter registrado. Não, não, tira aí, Tony. Ai, lúc nãy nổ được, kéo được bình thường mà nhỉ, tự nhiên nó lại bị nhỉ. Thế là thế nào nhỉ? Chắc là phải kiểm tra lại xem thế nào. Biểu diễn được có mấy cái xong thôi mọi người. Thôi rồi, cái này bây giờ chúng ta sẽ vứt xó cái đã. Xong rồi là về nhà tìm hiểu thêm, xem tình hình thế nào. Cái này để thử vào đây xem nó có vào luôn không. Vai entra. Dạ, entra này. Ok, dạ, có đây xa kì. Rồi, nhập kho nha mọi người nha, nhập kho. Ê, để chiều xuống thế nào, hoặc là ngày mai xuống xem thế nào. Bây giờ hai anh em phải tìm mày mò xem nắp cái này vào cái gì đó đây mọi người ạ. Tìm ở trên mạng nhưng mà nó không có hướng dẫn đầy đủ ấy. Nên là bây giờ là thôi tự nắp, tự mày mò. Cái khoản này là cái khoản cây đất rồi này. Đấy, thế nhưng mà gốc cây cái thứ cần phải đào hết gốc cây. Nếu như mà để gốc cây là nó vấp, có khi khả năng nó còn gãy cả cái này đây này. Nếu mà gốc cây còn nó sẽ gãy cả cái này. Mà gãy cái này là ở đây là mình không có thay đâu, mình phải mua từ Việt Nam sang là cũng có vẻ là cũng sẽ vất vả lắm đấy. Chế cái này thì cũng có thể chế được này. Tức là đất phải sạch rồi thì anh. Đất phải sạch rồi thì mới cho bừa được. Cho bừa nó sẽ làm cho dừa hơn. Nghe có vẻ hiểu phức tạp lắm mọi người ạ. Này đóng chốt, này đóng chốt, cắt ốc đâu. Nhìn cái chốt này, xem cái ốc này. Này ốc này, nhìn có nhỉ, cái đầu trục, trục vặn này. Đúng rồi, phải thiếu một cái trục vặn ở đây nữa. Ở nhà mình có, ở trong xe có nhưng mà em để nhà mất rồi. Cái này đóng chốt, để chốt vào đây. Cái này là 6 cạnh. 6 cạnh, 6 cạnh. Trong này có 6 cạnh không? Ui giời ơi. Đúng là hai lúa mọi người, hai lúa. Máy móc coi đây là tháo mở nghe có vẻ phức tạp lắm. Nói chung là nếu như mà cái này mà để các bạn đi vận hành thì chắc là cũng mệt đấy. Bây giờ phải tháo cái này, tháo hết, thế xong rồi lại cho vào. Tức là mỗi một lần mà chúng ta sử dụng cày thì chỉ để cho cày thôi. Còn lên luống thì lại sử dụng lên luống riêng. Rồi cái phát cỏ này lại để sử dụng riêng này. Tức là thông dụng ở đây dùng cái gì thôi đây anh? Dùng một lần thôi, tức là dùng cái gì mà mình dùng cuốc. Cho chọn xong hết đi. Xong rồi cuốc thì cuốc riêng, xong rồi là giã đất thì giã riêng, đại loại như vậy. Làm cái diện tích nó lớn, diện tích nó nhiều, bỏ công mình thay một lần. Thế nhưng mà cái này lại không còn có chốt nữa nhỉ? Đấy, cái này là nó vào đây này. Các bạn đang bàn bạc, các bạn bảo là nếu mà trồng lạc ấy, cái chỗ trồng lạc ấy, đất của các bạn phẳng phẳng ấy, cho vào để nó bừa ấy. Cái này chắc là mình phải phi xe về để mình lấy đồ. Chắc vẫn phải đi về lấy đồ đã. Hôm nay hơi bị nhiều thời gian vào cái máy đấy nhỉ? Cái này có vừa không? Cái này mà không vừa thì thôi. Vừa không? Vừa. Được rồi, các bạn. Đấy.
Rồi, thế này cho vào đây để xem tình hình là hai anh em có xử lý được cái máy này không nhá. Kéo mà rồi, mỏi rác cả tay đây này. Hy vọng là được đấy nhỉ. Không không cần tháo hẳn ra anh Phong ơi, chỉ gá xong mình lấy ra thôi mà. Đấy thế thôi, bên kia anh thế. Gá bên này chưa? Không, cái này không nhớ cái này ra mà là đấy chứ. Nghe đẹp phức tạp nhỉ. Gõ thử anh Phong ạ. Các bạn dụng cụ mình không dụng cụ thì đầy đủ hết rồi, nhưng mà ví dụ tại vì là mình chưa bao giờ mình nhìn thấy người ta tháo lắp ra đấy mọi người, bây giờ là mình tự làm tự mò thôi. Đóng ụt cái này ra từ từ đưa vào trong này. Ừ, thế gõ bung cả này ra nhỉ. Đóng này xuống. Đóng này xuống anh Phong. Đóng này xuống đã. Cho nó vào khít nữa. Nghe phức tạp nhỉ. Thầy cũng có FM nhỉ. Ai đi làm thế này nhỉ. Làm như này kiểu như đánh khó đánh đố người ta ấy nhỉ. Đang đang bong cái vòng bi ra này. Này ra thế nào không đang ra sao không ra ra vòng này mở hẳn đây nó chỉ có vậy thôi mà cái yêu của gì cái chỉ có gõ đấy thì đây chỉ có gõ thôi mà anh để cái đấy cẩn thận mất nó rơi ra đấy đốt trong túi gá nhẹ nó vào là được mà gá nhẹ nó vào là được mà. Nhưng mà gõ nó không ra. Vẻ là lúc mới đầu tiên nó chặt quá. Rồi, tạm tạm thế thôi. Nghe vẻ phức tạp ta. Từ 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 từ. Đâu, do nóng đen, nóng đen, nóng đen, nóng đen. Nóng đen. Rồi, mọi người nhé, để quyết với anh Phong tìm tòi mở ra lắp vào để xem thế nào đã nhé. Không ra rồi. Có ra tí nào đâu. Đùa. Thay cũng thiết kế chán nhỉ. Tình hình là hai anh em không gỡ được cái này ra mọi người ạ. Khả năng là đến lâu ngày nó bị reset, xong rồi nó dính vào đấy mọi người. Đóng mãi mà nó không ra. Bây giờ chúng ta nắp tạm vào đã, dùng cái này đã. Để mấy bữa nữa xem tìm cách xem nó có mở được cái này ra xong rồi nó thay không. Nói chung thì để nguyên như này thì chạy ok này. Còn muốn mà thay cái cuốc kia lên vào thì không có thay vào được. Tưởng hôm nay là chạy ngon lành nhưng mà không ngon lành gì cả. Mất rất là nhiều thời gian vào đây. Rồi ok nhé mọi người nhé. Đây là hôm nay chỉ là gọi là ra mắt máy thôi, chứ còn cái tiết mục mà thay cái lưỡi kia thì chúng ta chưa thay được. Để quên với Tony Phong nghiên cứu thêm để chúng ta thay, để hoàn thiện nốt cái máy này. Bởi vì là mua ở bên này thì cũng không có người hướng dẫn mà mọi người. Thì mua về hai anh em phải tự mò, tự lắp, tự làm các thứ hết tất cả. Mua về nó cũng phải tự tìm hiểu để vận hành. Ở trên mạng xã hội thì chỉ thấy người ta vận hành thôi chứ không thấy người ta lắp đặt gì các thứ đâu. Thì hôm qua lúc lắp đặt thì nó cũng hơi bị mất thời gian, cho nên hôm nay mới để đưa ra cái máy vận hành được. Thì vẫn còn thiếu cái đoạn lắp vào cái kia bởi vì nó bị có thể nó bị rỉ xong nó két vào. Chúng ta không thể rút nó ra được cái vòng bi. Chúng ta phải chế thêm hoặc là cố gắng rút ra để hoàn thiện cái máy. Rồi video này sẽ kết thúc đây nha. Xin chào mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.